Trong suốt hơn 25 năm, Step đã là một thương hiệu đáng tin cậy tại Việt Nam, mang lại sự xuất sắc trong mọi dự án chúng tôi thực hiện. Từ khi thành lập, Step đã chặt chẽ gắn bó với Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Hoạt động thông qua văn phòng đại diện của chúng tôi quản lý không chỉ Việt Nam mà còn các thị trường động năng khác trên khắp Đông Nam Á. Step hoạt động thông qua một mạng lưới các nhà phân phối có trình độ cao, tin tưởng vào các đối tác lâu dài để đảm bảo sự tiếp cận rộng rãi của sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi đã được một số lượng đáng kể các nhà phát triển dự án cao cấp lựa chọn để cung cấp các giải pháp được điều chỉnh cho dự án của họ. Chúng tôi tự hào lớn khi được chọn để trang bị cho một số dự án cao cấp và sang trọng nhất của Việt Nam. Dưới đây là một số dự án đáng chú ý của chúng tôi. Tại Step, khách hàng Việt Nam của chúng tôi luôn nằm ở trung tâm của mọi hoạt động của chúng tôi. Từ giai đoạn thiết kế ban đầu đến hoàn thành dự án, chúng tôi đứng bên cạnh họ, cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và giải pháp cá nhân hóa. Step được rất nhiều người biết đến tại Việt Nam là một nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu LEED về môi trường, đảm bảo sản phẩm của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường do các bên liên quan đặt ra. Khi chúng ta kỷ niệm 25 năm thành công tại Việt Nam, Step vẫn cam kết cung cấp các giải pháp sáng tạo và tạo ra các mối quan hệ đối tác bền vững trong nhiều năm tới.